Trong cuộc chiến với không quân Mỹ trên bầu trời miền Bắc Việt Nam, người phi công này xuất kích 94 lần, 13 lần nổ súng và bắn rơi 7 máy bay tiêm kích Mỹ. MiG-17 của ta chỉ trang bị 3 khẩu súng máy và 200 viên đạn, còn máy bay của địch thì có tốc độ siêu thanh và trang bị tên lửa tầm nhiệt. Nhưng chuyện đó cũng không cản ông trở thành một phi công huyền thoại, nổi tiếng bởi lối đánh cận chiến gan dạ mưu trí, chỉ bắn khi nhìn thấy rõ buồng lái và số hiệu chuyến bay. Những trận đánh của ông không chỉ ghi dấu trong lịch sử không quân Việt Nam mà còn ghi dấu trong lịch sử không chiến của Hoa Kỳ. Là một trong 16 phi công Việt Nam được thế giới công nhận đạt đẳng cấp S, người phi công đã 7 lần nhận huy hiệu Bác Hồ, đó chính là anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy. Cũng nghe những tin tức các bảo Mỹ mà nó lại nó mà nó phóng cái lửa mình rồi chỉ có cầu chúa thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà khi bắt đầu đánh rồi không phải như vậy, nó có tên lửa nhưng mà nó chưa chắc nó bắn được, mà nó có bắn mình nó chưa chắc thì trúng, mà có trúng thì chưa chắc gì rơi, mà có rơi thì cũng chưa chắc chết. Một kỳ tích khác của ông đã được lập ngày 5 tháng 9 năm 1966 tại vùng trời khu vực giáp danh giữa Hà Tây và Nam Hà. Phát hiện thấy hai máy bay F-8 của Mỹ sau khi ném bom định lần vào mây mù bỏ trốn. Phi công Nguyễn Văn Bảy và Võ Văn Mẫn được sở chỉ huy dẫn đường đuổi theo hai chiếc tiêm kích. Nguyễn Văn Bảy đã bay tắt xuyên mây chặn đường rút của chúng, tiêu diệt máy bay địch. Ngay sau đó, đồng đội của ông tiếp tục bám theo chiếc số 2, nổ súng, máy bay địch bốc cháy. Một trận không chiến đối đầu tay đôi, chớp nhoáng trong 45 giây, khẳng định bản lĩnh của phi công Việt Nam. Sau những chiến công lẫy lừng, ông đại tá phi công đã rời thành phố tìm về với ruộng vườn sông nước. Công việc nhà nông có nhiều lúc vất vả, nhưng ông không hề nản. Càng làm việc càng khỏe người. Ông còn tham gia vận động bà con cùng làm đường, kéo điện, xóa đói giảm nghèo. Dân miền Bắc á, nói chung tuyệt đối tin tưởng phi công Việt Nam là bắn rơi Mỹ, chứ Mỹ không có bắn rơi phi công Việt Nam. Khi rớt xuống rồi, tôi là phi công Việt Nam, mà nói tiếng Việt Nam mà. Khi nhận biết ra rồi thì dân rất thương. Cái ổ gà đang ấp, gà ta nuôi đang ấp, nhưng mà lấy cả ổ gà đem thì bồi dưỡng cho phi công. Khi mà tôi tập kết ngoài đó, giờ mong muốn sao đất nước thống nhất, không phải chia cắt làm hai ra, Nam Bắc xung hợp.